Kính thưa quý vị, chúng ta còn 3 thí sinh nữa, anh Khoa, anh Quang và anh Nguyệt. Và thí sinh bước ra đây ngay bây giờ sẽ là thí sinh thoát khỏi vòng nguy hiểm. Đó chính là anh Nguyệt. Cái cơn thèm ăn của mình gần như đã vượt qua hết. Nếu có thoái qua cũng chỉ thoái qua mấy giây rồi vụt tắt ngay, chứ không vương vấn lâu dài hay là suy nghĩ gì nhiều hết. Khả năng tập thể lực của mình thì đã lên được 1.5 tiếng, không còn bị mệt và đứt hơi nhiều trong những các buổi tập nữa. Mình sợ nhất những bài tập dùng lực của hai tay, khi mà tất cả trọng lượng dồn vào hai tay mình không bao giờ chịu nổi. Cái cơ địa của mình đó là rất là khó giảm cân, mỡ đều tất cả tập trung vào vùng bụng. Cái đây 5 năm mình đã bị xuất huyết bao tử và đã bị lủng. Khi mình bước vào chương trình này thì mình vượt qua được điều đó, 5 năm nay mình chưa bao giờ làm được cả. Tuần này nhóm mình quyết định chọn là nhạc dân gian kết hợp với nhạc kịch. Mình phải múa mâm. Ban đầu là mua một cái mâm về rồi mình tập, tập rớt riết và nó nói mà cái vành mâm á là nó mớp méo hết luôn. Tuần này mình vẫn cố gắng và tiếp tục, dù là đi tiếp hay dừng cuộc chơi mình sẽ không bao giờ hối hận. Và bây giờ là lời nhận xét đầu tiên từ một người Quang Cám. Xếp hai cái chân lại. Vâng, chắc chắn anh Đàm Minh Hưng rất muốn nói. Hưng muốn hồi Linh nói trước. Không, tôi sẽ nói một cái phần mà chắc chắn là Đàm Minh Hưng sẽ không bao giờ nói. Xin mời anh. Anh với em dám trá là em sẽ không bao giờ nói tới cái chuyện này. Dạ vâng. Em viết ra sẵn rồi nha, coi coi anh đúng không? Viết đi. Viết đi rồi tôi nói. Tôi không nói tới chuyện tấm cám. Tôi nói tới cái chuyện này nè. Cái chuyện mà cái đoàn kết của các bạn nè, tôi thích. Tại vì nó hợp ý của tôi. Từ một cái cô gái hiện đại mà qua cái cách hành xử của cái cô hơi cổ cổ này nè, mà cuối cùng cái cô gái hiện đại này phải múa dân gian, cái đó tôi ưng ơi là ưng. Thiệt. Anh thích cái đoạn nó ghê luôn. Những cụ lớn tuổi ngày xưa bộ không biết nhảy đầm sao? Biết chứ. Nhưng mà các cụ vẫn giữ lại cái gì đó riêng cho cái bản sắc riêng của mình. Và tụi em làm anh ưng cái chỗ đó nhất. Là cuối cùng những cái người trẻ, những cái người mà năng động, những cái bạn trẻ bây giờ ví dụ như đi, giống như các bạn trẻ đang quay lại với những cái gì đó gọi là dân tộc. Đó, tôi ưng cái chỗ đó quá, tôi muốn mới nói trước đó. Còn về cái bài dựng thì rất là dễ thương. Về cái phần mà múa mâm của Nguyệt, anh thấy có cái sự hơi loạn tròn chút xíu sau khi em lòn cái mâm qua bên này. Nhưng cái quan trọng là cái cách xử lý của em. Từ cái tay này em đang tính chuyển qua cái tay kia để em đưa lên một tay, nhưng mà cuối cùng em thò hai lần không được, em chụp luôn hai tay em dơ qua, em đưa cái gì đó, cái mâm lên. Anh thấy cái đó mới là cái đáng yêu. Tôi yêu hai cái điểm đó thôi. Còn về Lộc,
thì thật sự là bữa nay em giả gái thì thôi đẹp quá trời đẹp, quá, quá đẹp. Hai bạn làm cho tôi cảm thấy sướng, cảm thấy vui. Cảm ơn các bạn rất là nhiều á. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Đúng thật là cái điều anh Linh nhận xét là điều Hương không nghĩ tới. Và đó là sự thật. Anh Linh đã có cái nhìn rất xa và sâu hơn, và nó ý nghĩa hơn rất là nhiều, là đem cái hiện đại và cái dân tộc kết hợp với nhau. Tôi thật sự là cáo lỗi vì này tôi nhận không ra là cô Lọ Lem và cô Tấm, một hình ảnh của thế giới, một hình ảnh của Việt Nam, đều là đi tìm chiếc giày đúng cái nội dung của những cái quá khứ và cái tuổi thơ hạnh phúc của các bạn như vậy. Tôi mới đầu tôi tưởng là cô Cám cơ, mà thực sự là quá tuyệt vời khi kết hợp hai nhân vật nổi tiếng như vậy gặp nhau, rất tuyệt vời. Cô Lọ Lem lại nhảy cái động tác của Việt Nam rất là dễ thương, một sự kết hợp rất là mát mắt người xem. Và cái hành động cuối cùng nó rất là thời thượng, là selfie, là chụp hình tự sướng với nhau, không còn giành giật, không còn ganh đua, mà cái tình cảm của hai bạn nó mang lại một cái sự thân thiện. Đó là cái điều mà cái kết gần như là kết hoàn hảo, happy ending. Anh John Huy Trần nghĩ sao ạ? Chắc mình không cần nói gì nữa, tại anh Hoài Linh và anh Đàm Vĩnh Hương nói rất là chính xác về cái bài này. Thì mình chỉ muốn nói là mình đánh giá cao về cái sự thú vị trong cái bài này, cái giải trí, cái sáng tạo. Rất thích cái bài này, rất hay. Và bây giờ là số điểm đầu tiên từ giám khảo cho đi Trần. 8 điểm. Yeah. Giám khảo Hoài Linh. Tôi cho bằng điểm của John Huy, nhưng mà tôi cộng thêm một điểm ý tưởng của các bạn nữa, 9 điểm. Và anh Đàm Vĩnh Hưng. Wow. Anh Hưng thì khỏi nói rồi, cũng biết điểm rồi. Wow. Vâng, 9 điểm. Và như vậy là sau phần thi rất dễ thương vừa rồi, họ đã mang về điểm trung bình từ ban giám khảo, đó chính là 8,7 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Nửa chặng đường còn lại, xin mời. Thí sinh Ánh Nguyệt, cân nặng cũ 89,2 cân, cân nặng hiện tại 87 cân, giảm 2,2 cân, tương đương 2,5%. Và tổng điểm của bạn là 11,2 điểm. Chúc mừng bạn.